À, chúng ta cùng nhau đi đến về nhận thức về thời gian nha. Ủa, phá chấp hết luôn đó nha. Nhận thức về thời gian này là nhà mình sẽ dùng thời gian sẽ siêu hiệu quả luôn. Và đây là một cái nhận thức mà nếu như ứng dụng vào doanh nghiệp á, giúp doanh nghiệp đồng bộ hóa nhận thức cực kỳ tuyệt vời luôn đấy nha. À, nếu như ứng dụng vào doanh nghiệp thì giúp doanh nghiệp đồng bộ hóa nhận thức cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây, em chụp một cái tệ mai tôi 20 nha, tệ mai tôi 20. Rồi, chúng ta cùng nhau xác lập một cái nhận thức, đó là nhận thức về thời gian ha. Em hỏi nè, cho em cho phép em hỏi anh chị nha. Khi nhắc về thời gian á, khi nhắc về thời gian thì mình tự có nhận thức nội tâm của mình á. Khi nhắc về thời gian làm gì đó, thì mình xem là cái trạng thái nội tâm của mình thường là có trạng thái âm hay dương nè. Khi nhắc về thời gian mình hay có cái trạng thái nội tâm nào cả nhà, khi nhắc về thời gian làm một cái gì đó? Chị nghĩ là hay âm nhiều hơn em ạ. Đúng không? Nếu như nói về cái thời gian thực á thì mình luôn có một cái gì ạ, trạng thái nội tâm á nó âm, bởi vì mình cứ nghĩ là không đủ á, đúng không? Mình hay nghĩ là thiếu và là không đủ á đó. Thì hôm nay sẽ giúp nhà mình làm sao để mình có một cái nhận thức, mình thay đổi về nhận thức nội tâm của mình về thời gian đi, thay đổi nhận thức nội tâm về thời gian để mình làm sao đưa cái trạng thái nội tâm của mình về cân bằng đến hướng dương. Nên là đây là một cái nhận thức về thời gian rất đặc biệt những cái này. Rồi, nếu như nói về thời gian thì chúng ta có những cái thời điểm nào ạ? Chúng ta có những thời điểm nào? Đó là chúng ta có quá khứ, đúng không? Chúng ta có quá khứ, có hiện tại và có tương lai. Chúng ta có quá khứ, chúng ta có hiện tại và chúng ta có tương lai, đúng không? Quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì bởi vì chúng ta có một cái nhận thức trước giờ là quá khứ, hiện tại và tương lai, mà quá khứ là những gì đã qua mà chúng ta không quay trở lại được, đúng không? Nhưng hôm nay chúng ta sẽ đổi lại bằng bằng cái này anh chị, bằng cái nhận thức này. Quá khứ thì có phải là những gì đã trải nghiệm không? Đã trải nghiệm là quá khứ, đã trải nghiệm là quá khứ, đã trải nghiệm qua, đúng không anh chị? Hiện tại là đang trải nghiệm, đúng không? Hiện tại là đang trải nghiệm. Hiện tại là đang trải nghiệm. Và tương lai là gì? Và tương lai là chưa trải nghiệm, đúng không? Chưa trải nghiệm. Đó, thì chúng ta sẽ dùng những cái khái niệm này để thay cho những cái nhận thức cũ về thời gian chúng ta đi. Những gì mà đã trải nghiệm ở cả nhà, những gì đã trải nghiệm á, thì chúng ta nếu như chúng ta có quan điểm như cũ là quá khứ thì chúng ta không thay đổi được. Nhưng mà quá khứ là những gì đã trải nghiệm, đúng không? Đã trải nghiệm rồi. Nếu nó không như ý đi, hoặc là nếu như nó không như ý đi, thì chúng ta có thể trải nghiệm lại nó không? Chúng ta có thể trải nghiệm lại nó không, để đổi không, để đổi nó lần nữa không? Đúng không? Chúng ta ghi xuống giúp em nó một cái khái niệm, đó là thời gian không cố định. Thời gian không cố định. Thời gian không cố định. Thời gian về bản chất là sự thay đổi tần số rung động để trải nghiệm các vị trí khác nhau trong không gian. Thời gian về bản chất là sự thay đổi tần số rung động để trải nghiệm các vị trí khác nhau trong không gian. Anh cả nhà. Thời gian về bản chất là sự thay đổi tần số rung động năng lượng để trải nghiệm các vị trí khác nhau trong không gian. À, chúng ta chỉ cần thay đổi cái tần số rung động năng lượng thôi, đúng không? Nè, thời gian
là về bản chất là sự thay đổi các tần số rung động năng lượng để trải nghiệm các vị trí khác nhau trong không gian. Em sẽ ví dụ với nhà mình này. Đây. Nhà mình giúp đỡ em cùng phối hợp vẽ hình ha, thuận lợi thì nhà mình vẽ hình này. Đây là A. Đây là B. À, thời gian về bản chất là sự thay đổi tần số của năng lượng để trải nghiệm các vị trí khác nhau trong không gian. Thì A là một cái dạng một cái điểm tần số rung động. B là cũng là một cái gì ạ? Tần số rung động. Ừ. Phải phải. Ok. Nhà mình có thể cùng với em vẽ một cái hình. Hy vọng là có đủ giấy để vẽ ha. Một cái quá cùng với em vẽ một cái quá trình sinh trưởng của con người ha. Đây, quá trình sinh trưởng của một con người này là lúc nhỏ này. Chúng ta lúc nhỏ đây. Đúng không ạ? Chúng ta nằm ở đây. Xong bắt đầu sao? Chúng ta bắt đầu lớn lên. Chúng ta bắt đầu dần lớn hơn. Chúng ta bắt đầu lớn hơn nữa. Chúng ta trưởng thành. Rồi, sau đó sao? Bắt đầu già đi. Bắt đầu sao? Lưng cong dần và nằm luôn. Đây. Đại diện cho một cái đường cong sinh trưởng. Thì cái này lúc này có phải là sinh trưởng không? Từ nhỏ đến lớn là chúng ta đang sinh trưởng cả nhà, cơ thể chúng ta đang phát triển là sự sinh trưởng. Và ở đây từ lớn là sao quay về nhỏ lại nằm xuống thì nó gọi là lão hóa. Rồi thì ở đây về cái khái niệm thời gian, về bản chất là sự thay đổi các tần số rung động để trải nghiệm các vị trí khác nhau trong không gian. Thì ở đây này, khi mà chúng ta có gì ạ, chúng ta có cái tần số rung động năng lượng á, tần số rung động năng lượng thấp đến cao và tần số rung động năng lượng cao đến thấp, tần số rung động năng lượng cao đến thấp. Đó, chúng ta có hai điểm đó, từ thấp đến cao và từ cao đến thấp. Thì từ thấp đến cao thì có ba này, giống đi về sự sinh trưởng đi, từ thấp năng lượng từ thấp đến cao thì nó là gì? Nó là quá trình sinh trưởng đúng không? Nó là sinh trưởng. Nó là sinh trưởng. Và từ cao xuống thấp thì nó là lão hóa. Thì đây nếu như chúng ta có một cái nhận thức là tần số rung năng lượng chúng ta từ thấp mà nhân chuyển lên cao là chúng ta đang sinh trưởng và chúng ta đang phát triển lên. Nhưng nếu tần số rung năng lượng của chúng ta từ cao đến thấp thì chúng ta đang lão hóa dần rồi đó cả nhà. Thì có phải là trong lộ trình là nâng tầm nhận thức giúp cả nhà nâng cao cái tần số rung năng lượng không? Thì tham gia khóa học á, tham gia cái qua cái lộ trình này từ đầu đến giờ, cái nhà mình có thấy là cái tần số rung động năng lượng mình đang đang tăng dần lên không? Thì có phải mình đang sinh trưởng không, mình đang phát triển không? Rồi. Cái nhà mình có thể ghi khái niệm ha. Hồi nãy là một khái niệm là thời gian, rồi tiếp theo là thời gian không cố định.
nó phụ thuộc vào sự lựa chọn rung động năng lượng của người quan sát. Thời gian không cố định, nó phụ thuộc vào sự lựa chọn rung động năng lượng của người quan sát, đúng không? Chúng ta chọn từ năng lượng thấp đến cao hay chúng ta chọn năng lượng từ cao đến thấp? Tân ơi, em đọc chậm lại đi Tân. Thời gian không cố định, nó phụ thuộc vào sự lựa chọn rung động năng lượng của người quan sát, nên là nó phụ thuộc vào chúng ta. À, cái đó là anh nói thêm, bây giờ em đọc khái niệm thôi đi. Thời gian không cố định, nó phụ thuộc vào sự lựa chọn rung động của người quan sát. Thời gian không cố định, nó phụ thuộc vào sự lựa chọn rung động năng lượng của người quan sát. Thời gian không cố định, nó phụ thuộc vào sự lựa chọn của người quan sát. Chào thì à, đang đi về khái niệm thời gian nha cả nhà. Thời gian không cố định, nó phụ thuộc vào sự lựa chọn rung động năng lượng của người quan sát. Rồi, kịp không cái nè, dựa vào trạng thái rung động điện từ nội tâm ha. Ok, bây giờ sẽ lấy một cái này để cái nhà mình dễ hình dung này. Rồi, chắc là vừa. Ok, chắc vừa đó. Rồi, chúng ta có hai cái khái niệm này cả nhà. Đó là khái niệm về cảm giác thời gian và khái niệm đó là giá trị thời gian. À, nên là có khái niệm về cảm giác thời gian và khái niệm về giá trị thời gian. Ôi, phần này hay lắm đó cả nhà. Chuẩn bị nhờ cái nhà mình phối hợp với em ha. Nhờ cái nhà mình phối hợp với Tân nha. Chúng ta có hai cái khái niệm đó là cảm giác thời gian và giá trị thời gian. Rồi. Thì nếu mà cũng chia ra đó gì vậy? Tần số rung động thôi. Tần số rung động ngắn gọn là cao. Tần số rung động thấp. À, tần số rung động cao và tần số rung động thấp. Chúng ta sẽ phân biệt. À, tần số rung động thấp. Rồi. Chúng ta có hai cái khái niệm đó là cảm giác thời gian và giá trị thời gian. Thì đối với cảm giác thời gian thì ở tần số rung động cao và tần số rung động thấp á, thì chúng ta sẽ có những cái cảm giác gì, và giá trị thời gian á, thì ở hai tần số này chúng ta sẽ có những cái giá trị thời gian như thế nào. À, đây là một cái nhận thức rất đặc biệt cả nhà, cùng nhờ cả nhà cùng phối hợp với em ha. Rồi, để cảm giác thời gian, ví dụ đi, ví dụ cả nhà mình có thể phối hợp chung ha, thì đại diện là cái tần số rung động năng lượng thấp này. Khi mà chúng ta thất tình ha cả nhà, ngày xưa ra khi cũng yêu đương đúng không? cũng yêu đương đúng không? Thất tình, hay là nếu mà trong cuộc sống mà anh chị nào mà đang gặp vấn đề gia đình mà không có hòa hợp với chồng á, thì cái khoảng thời gian đó thì nhà mình thấy sao? Đó là về cái cảm giác thời gian á, cái cảm giác lúc đó của nhà mình thấy sao? Nó dài Nó hay rất là dài, rất là dài, nó chậm hay nó nhanh? chậm, rất là Lúc chậm. thất tình thì sao ạ? Lúc thất tình gọi là Lúc đó thời tình gian. gọi là thời gian, Lúc thất tình lúc gọi là đó thời tình gian là chi kỷ đúng không? Lúc thất tình đấy. Một ngày nó siêu dài luôn đúng không cả nhà? Đang đi ngày về cái định thời gian nha cả nhà. Cả nhà có thể phối hợp cùng đoạn này. Nhà mình chỉ cần nhớ là thời gian không cố định ha, và thời gian có hai cái khái niệm thôi. Anh chị vô sau thì em sẽ đọc lại cái chỗ này một tí nhờ phối hợp đi. Thời gian, em đang đi về cái khái niệm thời gian, thì thời gian về bản chất là sự thay đổi tần số rung động để trải nghiệm các vị trí khác nhau trong không gian. À, không gian là sao? Không gian là chúng ta vừa đi về vật chất, không gian thời gian đó. Thời gian bản chất là sự thay đổi tần số rung động để trải nghiệm các vị trí khác nhau trong không gian thôi, để chúng ta không bị dính chấp bởi quá khứ, hiện tại và tương lai mà bình thường chúng ta đang biết. Thì ở đây thì nếu như vậy, tần số rung động năng lượng từ A tới B, nếu như tần số rung động năng lượng thấp tới cao thì tương ứng là chúng ta đang sinh trưởng đúng không ạ? Từ năng lượng thấp đến cao thì chúng ta đang sinh trưởng, và tần số rung động năng lượng từ cao tới thấp thì đây là chúng ta đang lão hóa đúng không? Và đương nhiên chúng ta đều mong muốn gì ạ? Những cái cuộc sống như ý, thì tần số rung động năng lượng của chúng ta nó phải từ gì ạ? Cao, siêu cao đúng không? Chúng ta phải hướng lên thì nó là sinh trưởng. Thì ở đây thời gian nó có hai cái khái niệm mà chúng ta cần phải nắm. Khái niệm thứ nhất là khái niệm về cảm giác thời gian. Khái niệm thứ hai là khái niệm về giá trị thời gian.
và chúng ta có là tần số rung động cao và thấp tương ứng giá trị cũng vậy luôn. Dạ thì bây giờ nói về cảm giác đi, đang nói về cảm giác nha, về cảm giác, về cảm nhận. Thì đối với tần số rung động thấp đại diện là thất tình. Thất tình thì về cái cảm giác thời gian lúc đó nó như thế nào? Đúng rồi, một ngày lúc đó, cảm giác một ngày lúc đó như sao? Ví dụ chị Bình rồi đó, không biết có không, một ngày lúc đó xa chị Bình, một cái ngày mà thất tình lúc đó, cảm giác một ngày đó sao? Một ngày. Nó rất dài do chị chưa cảm giác thất tình, tức Dạ, nhưng mà ngày nào là đó, ngày nào ngày ví dụ là có một cái chuyện nào đó mà tần số rung động thấp đó, là mình buồn, mình đang khổ, mình đang đau khổ, mình có một cái vấn đề nào đó, thì có phải là cái cảm giác thời gian á, cái ngày đó nó dài đúng không, dài hơn. và nó chậm không, mình cảm giác là thời gian trôi rất là chậm không, cảm giác Đúng thời gian rồi. trôi rất là chậm không đấy nhỉ, Đúng. đúng không, thời gian trôi chậm. Ví dụ ví dụ ở đây ví dụ như có các anh á, thì nhờ các anh phối hợp, thì có phải là cảm giác thời gian cái lúc mình vậy chở vợ đi chợ mà mình đang khó chịu, mình đang muốn làm cái gì đó, đang gấp gáp cái gì đó, thì cái trong thời gian đợi đó đó, thì cái tần số rồi mình thấp không, mình thấp thỏm, mình cứ vội vã, thì cái lúc này mình thấy người vợ mình cũng sao đi chợ lâu quá, vợ vừa mới ra, vừa đi ra đấy, gì đi chợ lâu quá có không. Thì lúc đó gì ạ, và nhà mình hiểu là cái tần số rung động lượng của họ thấp nên là cái cảm giác thời gian của họ nó dài ghê lắm đúng không. Còn ai mà hôm đó ví dụ vui vui đi, vợ đi shopping tiếng đồng hồ vui mà, vợ đi ra nói ủa đi xong rồi đó hả, đi shopping xong rồi đó hả. Nhà mình quá, nên nó phụ thuộc vào cái tần số rung động năng lượng cả nhà, cái cảm giác thời gian đó. Rồi thì bây giờ về cái vui này, ngày nào mình vui á, ngày nào mình vui đó, ngày nào mình vui vẻ đúng không, thì có phải là cái cảm giác thời gian của mình thấy sao, lúc này nó sao, những ngày mình vui vẻ, ví Thế dụ thì trôi qua rất là nhanh. ví dụ đơn giản dễ hiểu này, có phải anh chị ở đây thích đi du lịch không? Ví dụ đi du lịch đi 3 ngày 2 đêm đi, ồ đi du lịch tần số rồi còn cao, cái nhà người đi du lịch là cao không, tới một ở một cái resort 5 sao ở Mũi Né, ồ có cây dừa, có bãi biển, 3 ngày 2 đêm lúc đầu á, thì nghe 3 ngày nó cũng nhà, nó cũng còn 3 ngày được mà, nhưng mà cái tần số rồi lần cao á, vừa mới vô nghỉ có tí xíu thôi, ủa hết 3 ngày rồi đó hả. Hết 5 ngày rồi đó hả, hết 10 ngày đó hả, có không, anh chị nào đã từng đi du lịch một cái cảm giác này không, có không cả nhà, có, dù là 5 ngày dù là 10 ngày cái cảm giác nó thoáng qua như là mới ngày hôm qua thôi, nhưng đã đi 10 ngày rồi, có không, thì cái lúc Có này em. cái thời gian, cảm giác thời gian nó trôi nhanh đúng không cả nhà, nó trôi nhanh, mới có tí xíu 10 ngày hết trơn, chưa chưa chơi gì hết trơn à, hết hết kỳ nghỉ à. Nên có phải là lúc nghỉ á, lúc mà đi du lịch á, tần số rộng lượng cao không, cảm giác thời gian ngắn lắm, nhưng mà lúc tần số thấp á, mình đang có một cái gì đó thì cảm giác thời gian nó trôi chậm. Cái lúc này thời gian tương đương ngoài kia nó sao cả nhà, đúng không. Rồi bây giờ nói về giá trị thời gian, em sẽ nói về giá trị thời gian như thế này, giá trị thời gian đi, ví dụ về tần số rung năng lượng thấp, về tần số rung năng lượng thấp, tần số rung năng lượng cao trước đi, nói về cao trước, em ví dụ như thế nào, một ví dụ đơn giản dễ hiểu nhất theo anh chị này, về những cái tri thức nhân sinh này á, những tri thức nhân sinh này này, thì theo anh chị nếu như một người không học mà họ trải nghiệm cái cuộc sống bình thường ở ngoài kia, thì tới khoảng bao nhiêu tuổi thì họ đạt được, họ có được những cái sự hiểu và cái nhân sinh, theo mình quan sát, theo mình quan sát thì độ tuổi nào là độ tuổi trưởng thành để thấu hiểu được nhân sinh, nói chuyện nhân sinh mà mình thấy họ am hiểu độ tuổi nào, Thưa chị khoảng 40 đến 50. Nếu mà người ta không có có sự học hỏi thì người 40 ta 50 là 40 50 là người cũng phải trải đời nhiều lắm đó đúng không chị, trải đời nhiều lắm đó. Trải đời nhiều cảm lắm chứ một người mà đúng không, họ chỉ ở đúng rồi, nhà chắc không thôi, họ là không sống biết nước trải giống nghiệm mình nhiều đây, người mình không học gì thì chắc giờ cũng biết cái gì.
không? mình Có cũng những người họ nạt 70 80 có chắc gì đã thấu suốt về nhân sinh chưa? Đúng không cả nhà? nó cũng không thấu suốt được đâu. Bởi vì nhân Đại sinh học là liên quan tới con người, ai mà càng gì làm việc với con người nhiều, càng trải đời nhiều, càng trải nghiệm nhiều á, thì cái nhân sinh của họ phát triển lên nhiều. Nó nên là những giống như là càng già thì họ sẽ càng có kinh nghiệm, nhưng vẫn có những người họ không có nhiều cái trải nghiệm hay gì, cái tần số của họ thấp á, họ bị dính chấp nữa, nên họ không có mở được những cái góc nhìn, thì cái nhân sinh của họ đâu mở đâu cái nhỉ, đúng không? Em ví dụ em lấy là mốc 50 tuổi đi, để có thể thấu hiểu về tri thức nhân sinh đi. 50 tuổi thì từ đây em cho là từ lấy một người ở độ tuổi 30 đi. À, một người ở độ tuổi 30. 30 đến 50 là 20 năm. Nhưng trong một cái lộ trình đâu đó em cho là 3 tháng đi. 3 tháng thì em cho 3 tháng. Họ có những cái tri thức về nhân sinh. Thì về cái giá trị thời gian đó nha, thì cái lúc này nè, giá trị thời gian tuy là nó thời gian ngắn thôi, nhưng mà nó dài không, nó nhiều không? Người bình thường phải mất 20 năm đúng không, từ 30 tuổi tới 50 tuổi là 20 năm, nhưng mà bây giờ trong 3 tháng thôi họ được một cái bối cảnh để họ có thể học về nhân sinh. Ừ? Thì cái giá trị về thời gian 3 tháng đó nó bằng 20 năm cả nhà, 3 tháng bằng 20 năm, nhà mình hình dung không, 3 tháng đó bằng 20 năm, thì cái giá trị thời gian nó nhiều không? 3 tháng đó nó nhiều không? nhiều Đơn giản dễ hiểu hơn. Đó là trong cái lộ trình này, nào thôi lộ trình nâng nặng nâng cao giá trị làm chủ cuộc đời này. Anh chị tham gia, em cho là 24 giờ đi, cái thời gian chia sẻ nó nằm tầm 24 giờ thôi, 24 giờ thôi. Nhưng bây giờ có nhà mình có một cái về cái giá trị ấy, nhà mình cũng thấy là mình đang rút ngắn được cái thời gian mình trải nghiệm nhân sinh bên ngoài để mình có những cái tri thức này không ạ? À? Có thấy là giá trị 24 giờ này nó bằng ngoài kia mấy năm đúng không cái nhà? Xác nhận bằng ngoài kia mấy năm cái nhà? Đúng rồi. Chị nghĩ là nếu mà về những cái khái niệm này mà mình không được một ai đó thầy hay là một ai đó chỉ dạy thì thật sự là mình cũng không nhận ra được. Không không ý là mình gọi là mình không gọi tên ra, mình không có khái niệm về đó mà mình không có hiểu về đó là như thế nào. Nên nói về con số 5 thì ví dụ như mình lúc nãy chị nói 40 đến 50 năm thì cái giai đoạn đó là cái số tuổi đó là mọi người sẽ trải qua rất là nhiều cái có rất là nhiều trải nghiệm nhưng mà chưa chắc là đã hiểu được về những cái khái niệm và những cái giá trị này. Nên nói nếu mà số 5 thì Ví phải dụ là thôi, thì lấy ví dụ là mấy chục một người nhiều trải năm. nghiệm là 50 tuổi đó, là nhiều trải nghiệm lắm rồi đó. Nhưng mà chị nghĩ nếu một người 50 tuổi thì nếu mà họ không có ai một ai đó chỉ dạy hay như nào là bản thân họ cũng không tự nhận ra được, không không tự nhận ra được những cái giá trị này. Rồi, Nên vậy nếu mà tính về số 5 thì chị nghĩ là so sánh ví dụ như trong cái lộ trình này là mình học trong ví dụ như trong 2 ngày đúng không? Trong 2 ngày thì nó sẽ 24 bằng giờ đi, cho là 24 giờ đi. thì Là cái chị nghĩ tháng là rưỡi thì cái học phải 24 giờ. mất ít nhất là cũng phải 10 20 năm ngoài kia. Ngon chưa? Vậy, vậy ngon chưa? Cái Ngon con chưa? Là cái mình chưa? đúng Rồi đúng chưa? rất là lời. Giá trị thời gian. À, nên là ở đây nhà mày mình hôm nay phá chấp về thời gian chứ cả nhà. Giá trị thời gian ngắn thôi, nhưng mà chúng ta gì vậy? Chúng ta cảm giác là chúng ta đang học được rất là nhiều và rút ngắn được thời gian. Chúng ta thay vì trải nghiệm bên ngoài kia. Nếu mà hay thì sao? Đó, Thú chia sẻ một cái bài học ngắn gì đó cho đồng đội cảm thấy họ gì bằng quảng bá mà họ phải vào để họ nhận này cơ. Không phải xem lại cơ. Ô, thực sự lúc em nhận được tri thức này, hối hòa luôn anh chị. Ôi, giá trị thời gian, cái khái niệm về thời gian nó hay gì ta? Về vật chất, về không gian và về thời gian, ba này kết hợp với nhau đó nha. Thì chúng ta chỉ cần có những cái nhận thức thôi là chúng ta sẽ có hiện thực, và chúng ta sẽ việc thay đổi được cái hiện thực cuộc sống của chúng ta. Nên bây giờ anh chị đã hiểu tại sao trong một cái khóa học online 10 ngày thôi, mà tại sao này, 10 ngày thấu hiểu nhân sinh rồi nha. Chưa nói squat 3.000 cái, squat 3.000 cái, bơi biển 10 km, chạy bộ 21 km, sao trong 10 ngày mà sao mà kinh khủng vậy nha. Bởi vì sao anh chị? Bởi vì sao? Đây nè, bởi vì sao? Nó nằm ở đâu?
Nằm ở đâu cả nhà? Đọc lên này, nằm ở Tần đâu? số rung động cao. Tần số rung động cao. Nằm ở tần số rung động năng lượng cao, và từ đây đó là nhận thức, và nó lên đây là trạng thái rung động điện từ từ cân bằng đến hướng dương. Rồi nó từ cân bằng đến hướng dương, nó từ siêu cao đến cao luôn, thì có phải là giá trị tạo ra nhiều không? Và cảm giác thời gian học 10 ngày em học 10 ngày, ủa xong 10 ngày rồi đó hả? Mà rồi ông nè, học xong là thấu suốt nhân sinh nha nha. Squat 3.000 cái, bơi biển 10 km, tập thay cân đối cốt, rồi chạy bộ thì tại không có thời gian, nhưng mà lúc đó anh chị đã chạy 21 km thì nó thông dong, nó nhẹ nhàng lắm, bởi vì cái năng lượng họ rất là cao. Và có một cái nữa là được học nhảy, được học nhảy thì cái điệu nhảy đó là có 6 cái điệu nhảy. 6 cái điệu nhảy thì thầy dạy nhảy á, thầy dạy nhảy thầy nói là nếu như bình thường á, nếu bình thường một người học 6 điệu nhảy này mất 6 tháng. 6 điệu nhảy này học mất 6 tháng. Nhưng ở trong khóa này nè, có 10 ngày 9 đêm, nhưng mà thực ra để nhảy thì em nghĩ đâu có khoảng tầm 8 ngày à. 8 ngày. Ở đâu? Em nhớ nè. Hình như là 6 ngày, mỗi ngày là 1 tiếng rưỡi, mỗi ngày 1 tiếng rưỡi thì có khoảng đâu đó là khoảng tầm 6 ngày học nhảy thì phải. 6 ngày học nhảy thì thời gian nhiêu cả nhà? 6 ngày 6 tiếng à? 6 tiếng, một ngày là nhảy 1 tiếng rưỡi, 9 tiếng, 9 tiếng luôn cả nhà, 9 tiếng đúng không? Mỗi ngày nhảy 1 tiếng rưỡi mà 6 ngày, 9 tiếng, 3, 6, Đúng 8, rồi, 9 đúng tiếng, rồi. 9 tiếng. Dạ, coi như là 9 tiếng học nhảy thôi, 9 tiếng học nhảy. Nhưng mà gì ạ? Họ học được thuần thục 6 điệu nhảy này. Và nhảy rất là đều nha, giống như lát mốt gì đó. Mấy chục con người nhảy đều hết nha. 6 động tác này học trong 9 tiếng. Người ngoài bình thường học hết 6 tháng. Giá trị thời gian nhiều không cả nhà? Nhiều Quá không? nhiều. Đó, bởi vì sao? Nằm ở đây, tần số rung động lượng rất là cao, học rất là nhanh, học rất là nhanh luôn. Nên là tại sao em nói học tập ở cái nhà, học tập cái nhà cho một cái trạng thái an vui nhất để học tập, hưởng thụ học tập. Thuận lợi thì mở cam ghi chép, chứ thuận lợi thì cứ tắt cam lắng nghe. Ngủ cũng chuyển hóa. Bởi vì họ có mong muốn mà cái tần số rung động lượng cao nữa thì có thể nó sẽ đi vào tiềm thức á. Đi vào Tân tiềm chia thức. sẻ trên cái lớp học của Tân mà 10 ngày đó là apply Offline, không phải lớp học của em mà lớp học của bên Tân? chương trình mắt, bên chương trình Tháng mentor, là của tới. tôi, là của thầy em. Lại, em đã học qua cái lớp đó rồi hả? Ý là em tham gia lớp Em học học. online, mọi người học offline để học online thì không có trải nghiệm về thể chất kia, mình tự chạy thôi. Nói chung là học offline vậy này, học offline cái bối cảnh đó anh chị, nó là có cái phương pháp gọi là phương pháp gia tốc. Gia tốc là đưa vô một cái bối cảnh giống như vậy này. Anh chị nào học Zoom, anh chị thấy không, anh chị nào học Zoom thì anh chị nhận được năng lượng, cái tần số rung động năng lượng cao, anh chị hấp thu được cái tri thức này ngay. Anh chị nào xem lại video chưa chắc anh chị đã có cái tần số rung động năng lượng này, nên họ chưa chắc nhận được bằng mình. Nên chúc mừng các anh chị đang ở trong Zoom để anh chị học được những cái tri thức này, bởi vì chúng ta tương đồng tần số rung động năng lượng với nhau thì cái giá trị nó nhận được á, anh chị thấy nó nhiều. Người xem lại video chưa chắc bằng, chưa chắc nhận được thấu suốt đâu anh chị. Nên học offline nó hay lắm, bởi vì có một cái bối cảnh. Và tại sao, và cái bối cảnh chị Bình đó là ui 2 ngày liên tục dày 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 đó, cái bối cảnh nó vậy á chị, để giống như là cô lập bối cảnh đó, liên tục, và những cái tri thức anh chị nó sẽ liên kết với nhau, và tới tối nay sẽ là cái sự liên kết toàn diện một cái bức tranh, và sẽ thấy được tối nay sẽ liên kết toàn diện hay. Nên là gì, hãy hãy nắm bắt hết sự thật. Tối nay lắp ghép lại thì chúng ta sẽ thấy một cái bức tranh hoàn chỉnh để chúng ta có thể luận được cả nhà. Bây giờ chúng ta đang thu thập những cái mảnh ghép đó, thì gọi là phương pháp gia tốc, là đưa vào một cái bối cảnh, cô lập một cái bối cảnh. Thì có dịp anh chị đi học offline giống như là chương trình đầu năm mình đi học đó, đúng không, là bối cảnh đó cả nhà. Thì nếu mà thuận duyên anh chị bên quýt thì có những chương trình dành cho master, có những chương trình dành riêng cho mentor, nhưng cũng có chương trình dành cho cộng đồng. Chương trình dành cho cộng đồng là khoảng 6 ngày 5 đêm, 6 ngày 5 đêm trong đó cũng sẽ được học về tri thức này, và về nhân sinh, rồi được luyện tập về thể chất. Anh chị vẫn có thể bơi giống vậy đó. Nếu mà có duyên nha, đi tham gia chương trình offline cộng đồng rất là giá trị luôn. Đó, chúng ta rút ngắn được
nhiều 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 năm chúng ta trải nghiệm ngoài kia đúng không cả nhà, mà đôi khi chúng ta đi cả gia đình nữa, à, đi cả những người thân của mình nữa thì cực kỳ tuyệt vời luôn á cả nhà. Thì sắp tới à, hiện tại thì đa phần là đang tổ chức ở Mũi Né, mà sắp tới đang có ở Quảng Ninh, và sắp tới nữa thì có ở Quảng Nam, Bắc Trung Nam đều có hết cho nhà mình trải nghiệm nha nhà mình. Dạ nên anh chị nếu mà có duyên á, anh chị học lớp offline anh chị sẽ thấy rất là khác biệt. Rồi cái chỗ này nhà mình đã nắm được ở đây chưa ạ? Thì cái lúc này nè thì cái gì ạ? À, em sẽ dùng một cái bút, à, dùng bút màu gì đây, dùng bút màu gì đây, em sẽ dùng một cái bút. Cái lúc này vậy giá trị thời gian lúc này nó nhiều đúng không cả nhà, tần số rồi lượng cao á thì cái giá trị thời gian nó sẽ nhiều. Còn trong một cái khoảng thời gian là như nhau nhưng cái giá trị nó nhiều hơn, à mình cái giá trị nó nhiều hơn đúng không cả nhà, và cũng một khoảng thời gian đó nhưng mà một người có tần số rồi người thấp á thì cái giá trị họ sao, họ sẽ ít không, họ sẽ làm ô sao mà tôi làm không được gì hết ta, giống vậy đó, bởi vì cái gì ạ, cái tần số lần lần họ thấp á hả, thì nó sẽ ít và nó sẽ ngắn luôn cái nhà. Nhà mình nắm được ở đây không, đây là một cái nhận thức à, rất là quan trọng ha, về thời gian, để cho nhà mình có thể là gì ạ, để cho nhà mình thay đổi về cái khái niệm thời gian của mình đi, để mình trải nghiệm những cái điểm không gian, những cái tần số đồng hành của mình nó ở mức gì, nó ở mức cao đúng không, ở mức cao. Và ở đây nè, ở đây sẽ chia sẻ cho nhà mình một cái này. Đây, nếu như anh chị nào là doanh nghiệp, anh chị nào là doanh nghiệp, anh chị nào là quản lý đội nhóm, mỗi team hay là doanh nghiệp của công ty, thì nếu như anh chị có về cái nhận thức về không gian và thời gian á, anh chị có nhận thức tốt nè, anh chị có thể việc đồng bộ hóa nhận thức cho doanh nghiệp của mình để làm gì ạ? Để trên cùng một cái khoảng thời gian này chúng ta tạo ra được nhiều giá trị hơn, trên cùng một khoảng thời gian chúng ta tạo ra nhiều giá trị hơn đó, thì chúng ta có một cái công thức, chúng ta có một cái công thức mà chia sẻ thêm nhà mình nha. Chúng ta có một cái công thức gọi là A mũ N. Rồi, A mũ N. N là thời gian. N là thời gian. Và A là người. A mũ N, N là thời gian và A là người. Đây là một cái công thức để ứng dụng thời gian vào doanh nghiệp, có thể giúp đồng bộ hóa những cái doanh nghiệp. Anh chị có thể hình dung được như vậy không? Anh chị có thể hình dung là một doanh nghiệp mà họ thấu suốt nhân sinh, họ biết những cái tri thức này, họ có khái niệm về vật chất, về không gian và về thời gian như nãy á, thì cái giá trị họ tạo ra nhiều hơn cả nhà. Cùng đơn vị thời gian đó là một 8 tiếng một ngày, nhưng mà gì ạ, họ có cái tần số rồi lượng cao á, thì anh chị có tin là họ sẽ tạo ra nhiều cái giá trị hơn không, đúng không, bằng ngoài kia có thể là mấy năm, mấy tháng, mấy năm đúng không ạ. Thì ở đây chúng ta có thể ứng dụng vào đồng bộ hóa những cái doanh nghiệp, thì có những cái con số là vậy, ví dụ như doanh nghiệp đó có 1.000 người đi, có 1.000 người, A là A mũ N, A là con người, N là thời gian đúng không, thì 8 tiếng một ngày này, 8 tiếng một ngày nhưng cho một tháng là làm khoảng 26 ngày đúng không, nhưng cho 12 tháng, nhưng cho 12 tháng và gì ạ, đồng hành với nhau 30 năm đi, thì cái con số ở đây anh chị nghĩ là cái con số ở đây này, anh chị nghĩ là nó ra con số bao nhiêu anh chị? Anh chị nào có máy tính bấm được con số này không? Anh chị có máy tính anh chị bấm được con số này không? Anh chị bấm giúp em nhé, bấm được con số này không? Thì nếu như gì ạ,
Nếu như trong doanh nghiệp á họ ứng dụng được cái tri thức về thời gian đó nha, về cái khái niệm về thời gian á, thì có vẻ là họ cái con số này nghĩ rất là to đúng không nhỉ, rất là to, chúng ta là để là dương vô cực rất là nhiều đúng không. Nhưng nếu như một doanh nghiệp á họ có những cái người mà nhân viên á, cái tần số lượng thấp, nhân viên oán trách đau khổ lúc nào cũng than, thì ngồi làm việc thì họ có gì ạ, tần số lao động lượng thấp, thì cái lúc này thì có phải là cảm giác thời gian với họ trôi qua rất là chậm, và cái giá trị thời gian đó các nhà thì nó tạo ra ít không, nó tạo ra ít, vậy năng suất lao động gần như là không có, dù là 1.000 người á thì cái kết quả các nhà từ cái nó cũng bằng một, à nó cũng bằng một đúng không, 10.000, bởi vì cái số không này, 1.000 cái lúc này, cái số 8 thay bằng số 0. Em mượn một cái bút. Cái thời gian á, con số này đâu phải số 8 đâu. Con số này không phải số 8. Bởi vì gì? Cái năng lượng họ rất là thấp, nên cái thời gian tuy là 8 giờ làm việc, nhưng với họ về cái giá trị thời gian đó nó gì? Nó là ít, nó là ngắn. Nhiều khi nó quay về bằng không luôn, mà không nhân cho số nào thì nó cũng như vậy đúng không cái. Nên nó rất là thấp. Thấp. Nè. Nhưng mà nếu trong doanh nghiệp á có nhóm người an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, luôn biết ơn cái việc mình đang làm, biết ơn công ty, biết ơn khách hàng, biết ơn về sản phẩm dịch vụ khi làm việc, thì có phải là nhóm người đó họ có cái tần số rung động năng lượng cao không? Đến siêu cao, nên là cái cảm giác thời gian đối với họ trôi qua rất là nhanh, nhưng cái giá trị thời gian lại được kéo giãn ra, cái giá trị tạo lập rất là nhiều. 1 tiếng đối với người này thông thường đôi khi là bằng cả mấy tiếng, em để là 8 tiếng, nhưng mà đôi khi nó hơn cả 8 tiếng đúng không, nó hơn cả 8 tiếng mà họ sử dụng thời gian sẽ rất là hiệu quả. À, đó là lý do mà vì sao có những người họ kiếm được một ngày bằng người khác kiếm trong 1 năm, thậm chí là cả đời. Mình có thể giải thích là tại sao các vị tỷ phú á, họ cũng có 24 giờ như chúng ta, nhưng tại sao cái giá trị họ tạo ra nhiều hơn. À, có những vĩ nhân có thể tạo được những công trình vĩ đại mà người bình thường nghĩ là mấy chục năm cũng không ra đúng cả nhà. Đây là một cái nhận thức về thời gian rất là đặc biệt, cả nhà mình có thể tham khảo. À, đặc biệt là một số anh chị mà anh chị làm doanh nghiệp á, anh chị là kinh doanh đội nhóm đó, thì anh chị ứng dụng về cái thời gian và ứng dụng về tần số rồi năng lượng này. À, thì sẽ giúp doanh nghiệp chúng ta cùng đồng bộ hóa nhận thức với nhau, thì chúng ta sẽ đi được xa hơn và làm hiệu quả hơn. Nên là không chỉ cho cá nhân luôn nha anh chị, mà anh chị có thể ứng dụng vào công việc và kinh doanh luôn. Anh chị thấy ngon không cả nhà? Nếu làm được điều này, nhà mình thấy ngon không ạ? Làm được điều này thấy ngon không? Nên là đồng bộ hóa nhận thức cho doanh nghiệp là một việc rất là quan trọng. Đồng bộ hết cùng nhau, có một gì ạ? Cùng nhau chung bộ khái niệm đúng không? Cùng nhau về có những cái trạng thái về tâm thái an vui, bao dung, trân trọng biết ơn đúng không, trân trọng biết ơn công ty, biết ơn tới khách hàng, biết ơn tới sản phẩm dịch vụ, biết ơn mọi thứ, thì sao cái năng lượng họ rất là cao, năng lượng họ, tần số năng lượng họ rất là cao, cảm giác thời gian á trôi nhanh, nhưng cái giá trị thời gian tạo ra rất là nhiều. Đó đó là một nhận thức rất là đặc biệt về thời gian cái nha. Rồi. Ở cái khúc về vật chất, không gian và thời gian, nhà mình có câu, nhà mình có chưa rõ chỗ nào không, nhà mình có chưa rõ chỗ nào, thì có thể là mình dành ra khoảng 1 2 phút để mình có thể là làm rõ cái phần nào mà nhà mình chưa chưa có được rõ lắm ha, nhà mình có thể đặt câu hỏi nghi vấn không, để mình đi tới cái phần tiếp theo về vận hành của tiềm thức, vận hành của tiềm thức và vận hành của tiềm thức nữa, thì nhà mình sẽ thấy tổng nghiệp của mình xịn sò lắm cái này. Về thời gian Võ Hiền nắm được không Hiền? À, về thời gian thì có nữa, đó là về cái công thức ngủ á. Ngủ thời gian ít thôi, nhưng nếu chúng ta có cái tần số rồi lượng cao á thì cái thời gian ngủ nó cũng nhiều hơn đúng không ạ. Mình ứng dụng cái hồi nãy luôn, thay vì mình nghĩ là bình thường mình nói là phải ngủ 8 tiếng mà bây giờ mình ngủ có 4 tiếng là ít hơn. Nếu như chúng ta đang nghĩ như vậy thì tần số rồi năng lượng chúng ta thấp, thì sao, thì cái về cái cảm giác thời gian á
nó chậm nhưng mà cái giá trị thời gian rất là ít. Nhưng chúng ta thay đổi nhận thức thì có chia sẻ về buổi sáng rồi, thì chỉ cần chúng ta có cái tần số luôn là lượng cao và chúng ta an vui lúc ngủ thì cái màng tế bào lúc này nó sẽ mở ra, màng tế bào nó sẽ mở ra cực nhanh luôn, thì dinh dưỡng sẽ đi vào nuôi dưỡng tế bào và đào thải, độc gọi là đào thải chất thải á, nó đi ra nhanh thì giúp cơ thể nó khỏe ngay, đúng không? Nên là chúng ta có thể ngủ 4 tiếng nhưng 1 tiếng chúng ta có thể bằng 4 tới 5 tiếng người khác đang ngủ, 4 tới 5 tiếng người khác đang ngủ. Rất là dễ, đôi khi nghỉ trưa đừng có ngủ dài cả nha, nghỉ trưa đôi khi chỉ cần chợp mắt khoảng tầm 10 tới 20 phút, bên nước ngoài người ta gọi là thích ở nắp, thích ở nắp chợp mắt thôi, thì trong khoảng 10 tới 20 phút mà chúng ta gọi là gì, chúng ta có một cái trạng thái an vui khi ngủ và chúng ta rơi vào giấc ngủ sâu thì cơ thể nó khỏe ngay. Không biết là anh chị cũng hay có cái trải nghiệm này không, chợp mắt được chỉ có 10 phút thôi, 20 phút thôi mà mở mắt ra đấy, giống như là đã ngủ, dạ đang ngủ là 1 tiếng 2 tiếng mà nó khỏe luôn cái nhà, nó khỏe luôn đó. Thì đó là cái nhận thức về thời gian, hôm nay làm rõ thêm nhà mình. Thì anh chị nào anh chị có cái nhận thức đặc biệt này, anh chị có thể là comment ha, anh chị có thể chia sẻ. À, nếu như anh chị nào xem là video anh chị có thể là comment bên dưới. Thì chúng ta đang đồng tần số anh chị, đồng tần số. Em chia sẻ một chút được không anh Tân? Dạ rồi, xin mời Hiền. Dạ. Chào anh Tân, chào cả nhà. Trước đây thì em cứ nghĩ đâu là phải ngủ ngủ một ngày ít nhất phải 5-6 tiếng thì mới đảm bảo cho cơ thể nó khỏe mạnh. Nhưng mà từ đợt mà em học về cái phần khái niệm thời gian đấy, ở bên lớp thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui ấy, thì em nghe thầy giảng, ôi, vậy là mình đang hiểu sai. Tức là ngày trước là em cứ buổi trưa thì ít nhất là bảo là phải ngủ từ 30 phút đến 1 tiếng thì mới tỉnh táo để đến buổi chiều đi làm. Nhưng mà đợt này thì thực ra em chỉ là nghỉ ngơi thôi, khoảng tầm 10-15 phút thôi. Mình chợp mắt một tí thôi, đấy là dậy đi làm, em thấy cực kỳ thoải mái. Mà đúng là nó giống như hôm ngày trước thì em ngủ khoảng tầm 1 tiếng, 30 phút đến 1 tiếng. Nhưng mà sau khi ngủ dậy thì cảm thấy là nó mệt. Vừa đi làm trong trạng thái là vừa đi làm vừa buồn ngủ. Mà có mấy hôm mà học Zoom vào buổi trưa với anh Tân, đó là hôm sau đi đi làm là nó buồn ngủ, đến buổi tối là không thể học được qua 10 giờ. Mà đợt này là em thấy khỏe hẳn. Mình không quan trọng xem là mình ngủ bao nhiêu tiếng nữa, mà quan trọng là cái giấc ngủ của mình nó thế nào. Giống như hôm nay em vừa mới, tối hôm qua, mẹ 3 giờ với em đi trực mà, 3 giờ em mới ngủ, và đến gần 5 giờ, hơn 5 giờ là dậy rồi. Thế là sáng nay lên nhà ông chú, đi thăm ông chú thì ngủ chưa có 1 tiếng, từ 1 giờ đến 2 giờ, mà ngủ dậy cảm giác như kiểu là mình ngủ được 4-5 tiếng ấy. Hay quá. Thì từ ngày đấy đi là không còn bị giới hạn là phải ngủ bao nhiêu tiếng thì cơ thể tôi mới khỏe mạnh được. Cho nên là có nhiều người hay nói với em là đợt này á mất ngủ không ngủ được đâu, ngủ được có vài tiếng, nhưng mà em bảo đấy, nhưng mà ngủ được vài tiếng mà cái chất lượng giấc ngủ nó tốt đấy thì nó cũng bằng ngủ 5-6 tiếng rồi, có khi thậm chí là nó còn hơn ngủ 5-6 tiếng mà cứ ngủ chập chờn nữa. Cho nên là mình không bị giới hạn là cái khoảng thời gian nó phải là bao nhiêu, mà quan trọng là cái chất lượng thời gian, trong cái chất lượng thời gian nó có cao hay không. Rồi, quan trọng đầu vào của chúng ta là cái tần số rung động năng lượng cao ha. Tần số đúng Thì dễ nhất thì đó là an vui, an vui và trân trọng biết ơn khi mình được nghỉ ngơi á. Chúc mừng Hiền xác lập lại nhận thức thời gian là có nhận thức là có hiện thực, thì ban đầu cái cơ thể vẫn đang làm quen á, mà dần 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 thì mình nó sẽ quen với những cái khái niệm đó, dần thì sẽ khỏe hơn. Và nếu mà được cách chia ra những cái giấc nhỏ để nghỉ ngơi ngắn, và nếu như có cái trạng thái rung năng lượng đó thì cái thời gian dù là 10 phút 20 phút thôi nó cũng sẽ nhiều hơn, đúng không? Nó tầm 1 tiếng 2 tiếng chúng ta ngủ ngủ có thời gian em bận quá em bảo là ôi tôi không có đủ thời gian để làm cái nọ làm cái kia, nhưng mà đúng là sau khi học về khái niệm thời gian thì lúc nào cũng phải tâm niệm là mình có đủ thời gian, tôi có nhiều thời gian. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn Hiền, Hiền đã cũng chia sẻ hai cái tâm pháp rất là hay á. Hiền cũng chia sẻ hai tâm pháp rất là hay, đó là tôi luôn đủ thời gian để làm chấm 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 việc gì đó. Nhà mình có thể ghi ha. Tôi luôn đủ thời gian để làm cái việc gì đó. Đấy là mình nói với chính mình á. Để mình giữ cho mình một cái tần số rất là lượng cao. Siêu cao đến cao. Tôi luôn đủ thời gian để làm một cái gì đó. Hay là tôi rất là rảnh. Tôi rất là rảnh. Tôi rất là rảnh thì tần số rung động lượng mình cao cả nhà, đúng không? Cao không? Và nếu như trong khi làm á, tặng nhà mình cái này nữa này, tặng nhà mình
sáu chữ bàn hành động, để cái lúc mà làm á, cái để làm cái lúc mà mình làm cái, nếu mà trong về đồng bộ hóa nhận thức doanh nghiệp á, mình dùng sáu chữ vàng, sáu chữ vàng đó là hành động để mình làm nữa anh chị, thì cái này mình sẽ cực ngon luôn, sáu chữ vàng trong hành động, mình ứng dụng sáu chữ vàng trong hành động. Ứng dụng sáu chữ vàng trong hành động cái nha, đó là đơn giản mà làm, đơn giản mà làm, vui vẻ mà làm. Cái nhà ghi chép cùng Tân nha, vui vẻ mà làm này là tâm pháp luôn đó nha, tin tưởng mà làm, nhẹ nhàng mà làm, thường xuyên làm, và dụng tâm làm. Đây, tặng nhà mình sáu chữ vàng trong hành động để mình ứng dụng trong cuộc đời sống này, đặc biệt là trong công việc này, hay là chúng ta làm một cái điều gì đó, ví dụ chúng ta chạy bộ đi, thì chúng ta có thể đọc sáu chữ vàng đúng không, đơn giản mà chạy, vui vẻ mà chạy, tin tưởng mà chạy, nhẹ nhàng mà chạy, thường xuyên chạy và dụng tâm chạy, thì tự nhiên chạy rất là ngon đúng không. Chúng ta có một cái trạng thái an vui, trân trọng biết ơn, tần số rộng lượng chúng ta luôn từ siêu cao đến cao, làm cái gì nó cũng ngon, nó cũng thuận lợi hết, nếu như chúng ta hành động theo sáu cái chữ vàng này, và các doanh nghiệp cũng có thể ứng dụng sáu chữ vàng này và doanh nghiệp của mình để đồng bộ nhận thức hóa, được chưa? Cùng chung một cái tinh thần đúng không, và sáu chữ vàng này rất là hay, làm gì thì cũng hãy đơn giản thôi, nếu như chúng ta nói khó hay nói dễ thì sẽ đóng não lại và chúng ta sẽ không làm được, nhưng nếu chúng ta nói đơn giản thì lúc này chúng ta sẽ kiếm cách để chúng ta làm, có thời gian sẽ giải mã sáu cái từ này ra, cực kỳ hay luôn cả nhà, cực kỳ hay luôn, giải mã sáu cái từ này ra cực kỳ hay luôn. Nhưng mà đầu tiên là đơn giản, thì thay vì dùng khó hay nói khó hay nói dễ thì nó là đơn giản, và lúc chúng ta nói đơn giản thì sao, chúng ta sẽ ở một cái tần số rồi năng lượng đúng không, cao siêu cao, chúng ta sẽ kiếm cách để chúng ta làm, nếu như khó hay dễ chúng ta sẽ bị nói dễ thì chúng ta sẽ bị ngạo mạn, nhưng khó thì chúng ta sẽ đóng não và chúng ta không làm được, nên nói đơn giản thì chúng ta sẽ kiếm cách để làm nó đúng không nhỉ, vui vẻ mà làm, tin tưởng mà làm, nhẹ nhàng mà làm, thường xuyên làm và dụng tâm làm, đơn giản thì sẽ vui vẻ và tin tưởng thì sẽ nhẹ nhàng đúng không? Tin tưởng thì tự nhiên nhẹ nhàng ha, giờ không tin tưởng thì tự nhiên thấy nó nặng nề lắm đó, đơn giản thì sẽ vui vẻ mà tin tưởng thì sẽ nhẹ nhàng, nên đây làm công thức rất là hay, nhà mình có thể ghi chép lại học chụp lại ha, nhà ghi chép lại học chụp lại nhà, ngon cả nhà. Rồi. Cả nhà mình có thể là ghi chép lại và trong thời gian này khoảng 1 phút ha, cả nhà mình có thể chuẩn bị nước và ăn uống nghỉ một tí, khoảng 1 phút thôi thì em sẽ quay lại đó, để chúng ta tiếp với một cái tri thức tiếp theo, đó là về nguyên lý vận hành của tiềm thức, và lúc biết được cái này, nắm bắt được cái này là cả một bầu trời, bầu trời gì ạ, cả một bầu trời kiến thức sẽ mở ra với cái nhà của mình. Anh Tân, anh Tân, dụng tâm làm. Anh Tân giải thích cho em cái câu cuối cùng được không ạ? Dụng tâm, dụng dụng tâm, dụng là chứa chứa đựng, mà cái dụng của tâm là dụng là chứa đựng, chứa đựng, cứ nhớ là chứa đựng, vì ví dụ gọi là dụng tâm làm vì cái người đó, mình chứa đựng cái người đó nên mình làm cho họ, mình chứa đựng nên mình làm, ví dụ họ chưa có thành công nhưng
mình có một sự dụng tâm, mình chứa đựng cái hình ảnh thành công của họ và mình giúp đỡ họ. Ví dụ ở đây Tân thấy được hình ảnh chỉ hóa của các anh chị nên Tân dụng tâm Tân làm, nhưng nếu như Tân không thấy được hình ảnh anh chị chỉ hóa ở cái khóa này thì Tân sẽ không dụng tâm để Tân làm, và Tân sẽ làm rất là hời hợt, và Tân làm thì cho có thôi. Còn nếu như Tân thấy được hình ảnh anh chị chuyển hóa, anh chị hoàn thành cái chương trình này, anh chị có một cái sự thấu suốt nhân sinh, đôi khi là chưa cần hiểu nhưng mà anh chị biết đã, đúng không ạ, thì anh chị cũng đã có chuyển hóa thôi, thì Tân dụng tâm làm. Nên đây là một chương trình mà Tân chia sẻ thực tế đó anh chị, chứ không phải Tân làm bài tập đâu. Thì cái sự dụng tâm của Tân nó là giúp cho anh chị chuyển hóa. À, em lại cứ tưởng là dụng tâm là mình tập trung Chứ vào để mình làm cơ. đúng không? Hóa ra là Hoặc là học là vì người mình khác mà chứa mình đựng làm. giống như này, giống như này thì ví dụ thì muốn làm cái gì đó mình chứa đựng cái hình ảnh là cái việc đó nó hoàn thành luôn, mình chứa đựng hình ảnh việc đó hoàn thành luôn, hay mình làm cho con mình chứa đựng là con mình sẽ làm được cái đó luôn. Nên là cả chương trình chạy bộ 21 km đó, Tân chứa được một cái hình ảnh đó là anh chị chạy bộ được 21 km, nên là Tân làm. Nhưng nếu như Tân không có hình ảnh đó thì sao, anh chị nghĩ sao, Tân làm được không? Khả năng Nắm được không thành dụng tâm công. chưa? Chứ đừng cái hình ảnh luôn anh chị, chứ đừng ảnh tương lai luôn, mình nhìn thấy được, gọi là mình nhìn thấy được cái kết quả, mình nhìn thấy được mục đích luôn. Ok. Em biết ơn Hiền đã làm rõ thêm cái từ dụng tâm ha, rất là Cảm đặc ơn biệt anh á. Tân. Nên là cứ nhà mình cứ hỏi hay đặt câu hỏi để làm rõ thêm. Dụng đơn giản là những cái dụng của tâm là chứa đựng á, và là nhà mình hiểu à. Dạ thì nhà mình có thể ghi chép lại cái này hen, và nhà mình đi lấy nước uống nước khoảng 1 phút, dạ sẽ quay lại với nhà mình ngay. Dạ biết ơn cả nhà.